Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đi Đi Khám Phá. Việt Nam chúng ta là một đất nước xinh đẹp, với hệ động, thực vật đa dạng. Theo ước tính có xấp xỉ 10% sinh vật trên thế giới sinh sống ở nước ta. Tuy nhiên vì một vài lý do, cả khách quan, lẫn chủ quan, đã đẩy một số loài động vật ở nước ta đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng, trong đó có cả những loài động vật chỉ tìm thấy duy nhất tại Việt Nam. Những loài động vật này sẽ được nhà nước ghi tên vào danh mục sách đỏ Việt Nam nhằm mục đích bảo tồn loài. Hôm nay các bạn hãy cùng đi đi khám phá, tìm hiểu về những loài động vật có tên trong danh mục sách đỏ động vật Việt Nam nhé! Sách đỏ động vật Việt Nam, kỳ 9, vọc cát bà. Vọc cát bà, hay còn gọi là vọc đầu vàng, vọc thân đen đầu vàng cát bà, vọc đầu trắng cát bà. Chúng có tên khoa học là Chechypithecus poliocephalus, họ khỉ Cecopithecidae, bộ linh trưởng Primates, lớp thú. Vọc cát bà là loài động vật đặc hữu của Việt Nam. Chúng chỉ sinh sống trong khu vực vườn quốc gia Cát Bà, thuộc đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Trước đây người ta từng coi vọc cát bà và vọc đầu trắng Trung Quốc là cùng một loài. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu người ta nhận ra rằng vọc cát bà có những đặc điểm và đặc tính khác với vọc đầu trắng Trung Quốc. Vì vậy các nhà khoa học đã quyết định tách hai loài này ra thành hai phân loài riêng biệt. Về đặc điểm nhận dạng, vọc cát bà có bộ lông dày, sợi lông hơi thô cứng. Con trưởng thành có lông đầu và vai màu trắng vàng, vùng mông màu xám nhạt, đầu có màu lông với gốc lông màu vàng nhạt, mút lông phớt xám, đuôi dài, thon, dày lông đen, con non mới sinh có lông màu vàng nhạt. Về tập tính, vọc cát bà sống theo đàn trên các núi đá vôi, với độ cao từ 100 đến 150 mét so với mực nước biển. Một đàn thường có từ 5 đến 15 cá thể, với một con đực đầu đàn. Số lượng con cái trong đàn thường sẽ nhiều hơn con đực. Những con vọc đực lang thang thường sẽ tấn công con đực đầu đàn. Nếu may mắn giành chiến thắng, chúng sẽ trở thành con đầu đàn mới. Con đực thua cuộc sẽ buộc phải rời đi. Khi con đực mới trở thành đầu đàn, nó sẽ tìm giết vọc con của con đầu đàn cũ bằng cách cắn đến chết rồi ném xác xuống biển. Điều này nhằm đẩy nhanh quá trình sinh sản của vọc cái, đảm bảo quyền duy trì nòi giống của con đầu đàn mới. Tuy nhiên việc này lại gây khó khăn trong việc bảo tồn loài. Đầu năm 2020, các cán bộ dự án bảo tồn vọc đã phát hiện 3 cá thể vọc con bị con đực giết. Vọc cát bà ngủ trên vách đá vào mùa nóng và trong hang vào mùa lạnh. Chúng thường chọn những vách đá dựng đứng, có nhiều hang nhỏ để làm nơi nghỉ ngơi. Vọc cát bà kiếm ăn ngày 2 lần buổi sáng và chiều. Cường độ kiếm ăn mạnh vào đầu buổi sáng và giảm dần vào lúc 9 đến 10 giờ. Trong lúc kiếm ăn, con đầu đàn có nhiệm vụ canh gác, quan sát đề phòng những mối nguy hiểm cho cả đàn. Nếu như cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần, nó sẽ lập tức kêu thành những tiếng lớn để báo động cho cả đàn tìm nơi ẩn nấp. Khi nguy hiểm qua đi, đàn vọc sẽ tập hợp lại và lựa chọn khu vực khác an toàn hơn để tiếp tục kiếm ăn. Vọc cát bà có thể di chuyển nhẹ nhàng cả trên cây lẫn mặt đất. Thức ăn của vọc cát bà là lá và quả cây rừng. Qua quan sát, bước đầu đã ghi nhận được vọc cát bà ăn 74 loài thực vật thuộc 31 họ khác nhau. Là loài động vật thân thiện với con người, đôi khi chúng di chuyển xuống các bãi biển để chơi đùa với du khách. Về sinh sản, dù chưa có nghiên cứu về sinh sản của vọc cát bà, nhưng theo quan sát các đàn vọc cát bà qua nhiều năm, cho thấy chúng có khả năng sinh sản quanh năm nhưng tập trung nhất từ tháng 4 đến tháng 10. Mỗi lứa đẻ một con mới sinh có màu vàng. Tuy nhiên cách 2 đến 3 năm vọc cái mới sinh sản một lần. Thời gian nghỉ giữa các lần sinh sản này là dùng để chăm sóc con non. Về tình trạng loài và biện pháp bảo vệ. Vọc cát bà là loài linh trưởng rất quý hiếm, chỉ sống trong các cánh rừng và vách núi đá vôi của đảo Cát Bà với diện tích sinh sống khoảng 100 km2. Trước năm 1960, đã có khoảng 3.000 cá thể vọc cát bà sinh sống trong khu vực đảo Cát Bà. Vì là loài cực kỳ quý hiếm, nên dù đã được nâng cao bảo vệ với những án phạt cao cho những kẻ cố tình săn trộm và buôn bán trái phép vọc cát bà, nhưng vì giá trị cao của loài này vẫn có những kẻ bất chấp pháp luật, tìm cách săn bắt, buôn bán trái phép vọc cát bà. Tính đến tháng 11 năm 2020, chỉ còn ghi nhận được 70 cá thể vọc cát bà sinh sống trên quần đảo này. Điều này đồng nghĩa với việc trên thế giới chỉ còn lại 70 cá thể vọc cát bà. Ngày nay, việc bảo tồn vọc cát bà đã được nâng lên mức cao, đồng thời ý thức của người dân trong việc bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này cũng rất tốt. Nhờ thế mà vấn nạn săn bắt vọc cát bà được coi như đã hoàn toàn chấm dứt. Dù hoạt động săn trộm đã chấm dứt, vọc cát bà vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ trong tự nhiên như mưa bão. Dù không còn là đối tượng săn bắt,
nhưng chúng cũng thường mắc phải bẫy thú, được thợ săn đặt để bẫy các loài thú rừng khác. Ngoài ra còn có hoạt động phát triển du lịch ồ ạt những năm gần đây trên đảo Cát Bà cũng tác động không nhỏ đến loài vọc này. Những chiếc thuyền du lịch với đủ loại tiếng ồn và chất thải gây ô nhiễm ngay sát nơi sinh sống của vọc không hề hiếm gặp. Thậm chí, trong những khu vực bảo tồn nghiêm ngặt, không được phép xâm phạm, vẫn có những đoàn khách du lịch chèo thuyền vào khám phá. Là loài linh trưởng hiếm nhất châu Á, đồng thời nằm trong danh sách 25 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Hội nghị linh trưởng tháng 10 năm 1998 ở Hà Nội và sách đỏ IUCN năm 2000 đã xếp vọc Cát Bà vào nhóm rất nguy cấp. Phân hạng CRA1C, DC1+2B, phụ lục 2 Sai. Quyết định 194 CT năm 1986 về quy định các khu rừng cấm, luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991. Chúng có tên trong sách đỏ Việt Nam trang 31, nhóm IB, trong Nghị định 32/2006, Nghị định Chính phủ, cần tăng cường công tác quản lý bằng mọi hình thức và giải pháp. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình. Nếu thấy hay các bạn hãy nhấn thích và chia sẻ video đến bạn bè nhé. Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều là động lực để chúng mình tiếp tục phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại!